10 điểm không có nhân cho cái món bánh cuốn chả mực Hạ Long siêu ngon này nghe. Đây cũng là một trong những cái quán mà lần đầu tiên mình thấy nguyên một cái dây chuyền bánh cuốn như kiểu này. Bánh nó làm ra vừa nhanh vừa lẹ mà còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn đó nha mọi người. Chỗ cái chả mực bên đây là siêu ngon. Mực nhà chị là tự làm em ạ. Mực là sẽ là mực Hạ Long, chị nhập từ Hạ Long vào đây và chị làm trực tiếp ở trong đây. Trước là cơ sở 1 là 30 kg, nhưng bây giờ có 2 cơ sở thì số lượng sẽ là gấp đôi lên là 60 kg. Đầu tư nguyên một cái dàn máy để ngồi cuốn bánh như này thì rõ ràng là không có tầm thường đâu nghe. Hôm mà mình đây thì mình đã thử một cái phần bún hải sản đặc biệt. Ngoài trừ mà lấy mực tận Hạ Long thì ở bên chị còn lấy cả tôm tích tận Hạ Long luôn. Cho nên về độ dai dòng và độ tươi ngon của hải sản thì không có ở đâu sánh bằng được với chị đâu. Đâu phải là chỉ có chả mực là chị tự làm, mà là hầu như tất cả những cái món chả trong bánh nước mọi người ăn thì ở đây tự làm hết. Vừa chiên ra tao nói nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Đã lắm mọi người. Nè mọi người thấy không? Cái miếng chả mực lúc mà chiên lên nó phồng lên mà nó giòn nó thơm, mực nó cắn ở trong thì nó sần sật. Hồi đó nha, mỗi lần tôi muốn ăn là tôi phải chạy lên trên cơ sở 1 tầng ở trên Trang Long lận. À đợt này là đã có chi nhánh ở bên quận 5 rồi nha mọi người. Bún hải sản bên này thì cái nước dùng nó ngọt thanh, mà ăn tôm tích thì nó rất là tươi. Đây cũng là lần đầu tiên mà em ăn cái món này luôn á, chứ bình thường ghé đây thì em sẽ ăn bánh cuốn Hạ Long mọi người ơi. Đó mới là cái món mà chân ái của cuộc đời em siêu siêu mê cái món này luôn. Đối với em á, một chén nước mắm là phải cho thiệt là nhiều ớt với lại tỏi. Trời ơi, mình chấm cái miếng chả mực xuống em nói là nó phê tới nán xà cắt lái luôn á mọi người ơi. Cái kiểu gì đó với em ăn là phải chấm đậm đà cái miếng chả mực xuống, chứ không có chấm hơi hơi được. Ngoại trừ mà bán chả mực tại chỗ thì ở đây còn có bỏ sỉ nữa nha mọi người. Hoặc là những cái gia đình của anh chị nào mà ghiền mà đam mê cái món chả mực Hạ Long giống như em á, thì mình ghé đây mình mua về mình bỏ tủ lạnh mình chiên ăn dần cũng rất là ngon. Mèn đét ơi, cái bánh cuốn bên này nó ngon lắm mọi người ơi. Cái vỏ nó mỏng mà nhưng bên trong nó rất là nhiều luôn. Với cái sức ăn nặng đô của em thì em đã gọi thêm một cái dĩa chả thêm 10k 2 miếng cho mọi người ăn cho nó đã miệng. Và đây là Yến bánh cuốn chả mực Hạ Long nằm ở số 117 Huỳnh Mẫn Đạt, phường 7, quận 5.